Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 2 tháng 8, Đình Thái cảm ơn tất cả những anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Đình Thái gửi đến anh em 40 số dụng cụ mà anh em đang cần, mà anh em hỏi nhiều mà mình không thể nào là mình làm kịp để phục vụ anh em. Cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của anh em trong những ngày qua. Cảm ơn tất cả những anh em trên kênh YouTube đã có những lời khen và bình chọn cũng như là like cho mình. Mình không có chú trọng tới cái phần like đâu, để mà lấy tiền của YouTube đâu, nhưng mà thật là vì cái sự chân tình cũng như là cái uy tín mà mong anh em like để được cái kênh bán của mình rộng rãi, đem đến cái niềm tin và cái chất lượng cao nhất cho anh em. Tiền của anh em là tiền thật, đồ này là dù đã qua sử dụng nhưng mà nó phải tốt hơn đồ Trung Quốc. Nếu như mà nó hỏng hóc trong những đầu tháng đầu, anh em cứ alo cho mình, Đình Thái sẽ bù lại. Còn với hình thức nữa, anh em không hài lòng thì chỉ có mất công anh em gửi lại trả lại cái sản phẩm đó cho mình thôi, gửi thì kèm số tài khoản, mình sẽ chuyển ngay tức khắc. Rồi mong anh em ủng hộ, đó là sự chân thành nhất của mình, vì cái niềm tin và cái sự uy tín là nó đi cùng năm tháng, cho dù buôn bán mà gian dối thì nó không có thời gian. Rồi mong anh em ủng hộ. Đầu clip ngày hôm nay Đình Thái cầu chúc sự bình an, sức khỏe cho mọi mình, mọi người và mọi nhà, đặc biệt trong những ngày mùa mà đang hoàn thành dịch cúm này, lo lắng thật nhiều. Biết rằng là mình buôn bán cũng chậm đi vì ảnh hưởng tới công ăn việc làm. Rồi nhưng mà rồi với những cái kìm cái búa hay những cái linh tinh trong nhà thì anh em không thể thiếu được. Rồi mong ủng hộ. Mong anh em ủng hộ, số điện thoại của mình để góc này. Anh em tiện theo dõi để liên lạc với mình. Đầu clip ngày hôm nay mình gửi anh em 40 số nhưng mà rồi không có thước kẹp, chỉ có hai cây thước dòng lấy dấu thôi. Lấy dấu để vạch ha, vạch dấu. Đó, thay vì mình lấy dấu một lần rồi đo lần thứ hai thì nó sẽ bị chật lấp đi. Còn cây thước này là cây thước 200 mm. Đó. Mình tháo ra để mình vệ sinh dầu mỡ của nó, rồi con ốc của nó là mình quên vặn vô rồi. Rồi mong anh em ủng hộ. Con này 350.000. Con này như cái thương hiệu của nó là chỉ có Tokyo thôi. Đó, nằm ở đây. Đó, Tokyo là thủ đô của nước Nhật. Rồi anh em nào cũng biết. Rồi 350.000. Anh em chốt hàng, mình bỏ con ốc vô, giao đầy đủ, không bị thiếu thì anh em không nhận hàng. Phần thiệt thòi là nơi mình. Rồi. Qua con số 2 là 150 mm. 150 mm thì nó đã có rồi nè, nó đã có ốc của nó rồi nè. Hai con lại quên bỏ vô con à. Đó. Mình kéo trượt ra trượt vô ha, đầu này là để mình hút vô trong cái đụng vô trong cái vật gì đó mà mình muốn lấy dấu cho nó đều nhau. Đó, một loạt như vậy luôn. Chỉ cần vạch là xong. Là chính xác luôn, chỉ lấy dấu một lần. Rồi con này 150 mm. Con này thì nó không có thương hiệu gì hết. Nó không có thương hiệu nha anh em nha. Con này nó không có Tokyo mà cũng không có da băng luôn. Nó chỉ có từ từ Hinox thôi. Cái từ Hinox nằm đây thôi. Đó. 300.000. Con số 2 nha anh em. Rồi qua con số 3. Qua con số 3 thì mình gửi đến anh em cái kìm gọi là cái kìm đa năng mà anh em thích, anh em hỏi nhiều. Cái thứ nhất là làm việc với nó, thứ hai nữa là sưu tầm. Rồi, cái kìm này thì đây nè. Nó vừa bấy nè, nó vừa có cái xà cầy đằng sau nè, búa nè, kìm nè. Đó, kìm nè, rồi cắt nè, cắt đang còn rất ngọt nha anh em nha. Cắt rất ngọt ha. Mình chỉ có kẽm này thôi, chứ không có kẽm một ly để mình cắt cho anh em coi. Kẽm một ly cho tới 2 ly với cái sức của mình bấm vẫn rất tốt nha. Rồi, con này 180.000, đang còn khá mới nè anh em nè. Đầu nè. Bấy nè. Đang còn rất nét nè, anh em thấy không? 5-6 chức năng trong một cái kìm này, coi kìm số 3. Rồi, qua số 3 rồi, tới số 4. Số 4 là có một cái kìm cộng lực, cái kìm cắt kẽm, nó dài 350 mm. Thương hiệu MCC, đang còn rất nét. Thứ nhất, anh em coi lại, kiểm tra cái miệng của mình, cho mình đi, nó đang còn thẳng nét nha, chưa có tì vết. Đó, tổng thể của nó đây. Và chữ của nó thì nó bao la trên cái thân cán này của nó nè. Dài 350 mm. Là 3,5 tấc đó anh em. Đang còn rất là nhẹ nhàng nha anh em nha. Rồi con này 350 nha, con số 4 này 350. 350 mm đây. Ok anh em ha, MCC. Dấu dích thì nằm nơi đây. Đó, anh em kiểm tra giùm mình. Hai mặt đều như nhau hết nha. Nhìn rất là lì anh em. Miệng đang còn rất đẹp. rất đẹp nha anh em ha, để cho anh em coi, tại vì cái kìm thì quan trọng nhất là cái bộ lưỡi. Rồi cái con số 4 đã qua, con số 5
Con số 5 là kìm bấm, anh em hỏi nhiều nhưng mà rồi mình không có kìm Nhật, cũng chẳng có kìm Mỹ. Có chỉ có hai cái kìm mà gọi là không có thương hiệu. À, với cái giá không có thương hiệu luôn. Con số 5 này nè, anh em coi nè, đó. Lớp xi của nó nè, nó muốn bong chóc hết rồi nè. Đó, anh em coi ha. Nhưng mà đường cái là nó kìm này hình như là người nó xuất qua Nhật nhưng mà rồi người Nhật họ chê họ không dùng sao anh em ạ. Anh em coi ha, đây nè. Miệng nó nè, răng nó nè. Răng nè, răng trên nè. Để làm sao cho anh em thấy được cái răng của nó cho nó đẹp. À đây, rồi ok là răng dưới nè. Nè, răng trên nè. Đó, anh em thấy không? Đang còn rất nét luôn ha. Tổng thể của nó là anh em coi nè. À, nó tối ha. Nó tối vô nó không được sáng. 240.000. Không biết là nó có rẻ hơn cái kìm ở Việt Nam mình bán không biết nữa. Anh em coi này ha. Đó. Anh em coi nè. À, cũng lắc như bộ, cũng kêu với bộ. Bật ra nha ha. À. Anh em coi ha. Đó, cũng kêu nè, 240.000. Mua dùng thử anh nha. Đó. Không biết rằng là chất lượng nó như thế nào nhưng mà không phải vì nó không có thương hiệu mà răng miệng nó đang còn rất đẹp. Đó, anh em coi ha. 240 thôi nha. Không biết nó có rẻ hơn cái kìm của Trung Quốc không biết nữa hay là bằng giá không biết. Đó, kêu cắt cứ không? Đó, 240, con số 5 240. Rồi qua con số 6 thì nó sáng hơn này, 208 nè. Đó, con số 6 này. Cũng vậy luôn anh em. Cũng răng miệng cũng con rất đẹp nè anh em coi ha. Đó. Giống như là nó xài lướt qua hoặc là chưa xài đó anh em ạ, người ta chưa dùng tới sao anh em. Mình cảm giác như là nó chưa có tì vết của cái răng. Đó, anh em coi ha. Răng còn rất đẹp luôn. Và tổng thể của nó con này đang sáng trưng hết nè. Đó, con này 208 nha anh em nhé. Đó, anh coi này. Đó. Cũng nhẹ lắm anh em. Nhưng mà tội sao nó không có thương hiệu. Đó, nó không có thương hiệu thì giá tiền của nó cũng không có thương hiệu. Rồi gửi anh em ha, con số 6 này ha, 280.000 ha anh em. Rồi mong anh em ủng hộ. Rồi tới mình kéo xịt camera mình tới lại một chút nữa. 1 2 3 4 5, hôm nay mình gửi anh em 5 con kìm bó quả và 5 con kìm cộng lực mà những cái dụng cụ này mà anh em cần nhiều. Cần cho gia đình, ốc, những cái con ốc nhựa ở dưới Labobo, rồi những cái kìm cộng lực cho kẽm rào. Mà anh em ủng hộ thật là nhanh. Anh em vô sau thì không còn, nhưng mà hỏi nhiều quá. Hôm nay thì mình chỉ dành ưu tiên cho hai cái số này làm tới 10 con rồi. Mà thứ nhất là một con mặt veo nè anh em nè. Một con mặt veo là 200, size của nó là 250. Răng của nó là hơi sừ rồi đó, anh em coi này ha. Răng của nó có dấu sử dụng nhiều rồi nha. Đó, anh em coi kỹ nha, giúp mình nha. Nhưng mà còn rất nét nha, đó, đang còn rất sâu răng nha, răng trên nè, đó, anh em coi, đó, sâu, rất sâu răng ha, rồi, con mặt veo nè, thương hiệu này là thương hiệu lớn, được một anh trợ giúp, thương hiệu lớn của Nhật, 250 đang còn sáng nha, đó, đang còn sáng nha, rồi cái này nó chạy theo mương ha, chạy theo mương, đó, thì những dòng như thế này thì chạy theo mương như vậy thì nó rất là khá ha, dùng rất là yên tâm ha. Đó, anh em coi ha. Rồi, ok. Rồi con này 140 nha, con số 7 140. Rồi tới con số 8 là một con san kỳ cũng đang còn sáng nè anh em nè. Một con san kỳ cái mỏ này đúng là mỏ quả nè anh em. Đó. Mỏ quả này nha, răng nó còn rất đẹp nè anh em. Răng còn rất đẹp nha. Mình cho anh em coi cái răng trước ha. Rất đẹp nha. Thương hiệu San Kỳ, thông số và mã người ta dập cái chữ rồi số cái mã số mã vạch của nó nằm dưới này ha. Rồi con này cũng là 140 luôn anh em ha. Rồi mình gấp nha, mình gấp cho anh em coi thử là kìm nó có bị trượt không anh em ạ. Người ta xài rồi nhưng mà người ta dùng rồi nhưng mà rồi gấp đang rất cứng nha anh em. Rồi con số 8 này 140. Rồi qua con số 9 cũng là San Kỳ luôn. Cũng là san kỳ luôn, cũng 250 luôn. Nhưng mà mỏ con này thì nó lại thẳng. Mà răng con này thì lại đẹp hơn nè, anh em coi nè. Đó. Răng con này đang còn rất nét luôn. Con này, nó có một cái mạc của nó dán vô đây mà mình cũng không bóc ra luôn. Mình để vào luôn. Đó. Không biết rằng là cái thứ này là hàng mới hay sao. Mà sao có cái mạc đang dán theo kèm đây không biết nữa. Đó. Rồi gửi đấy anh em ha. Con san kỳ này
150 nha, răng nét hơn nè, răng răng nét nè. Đó, răng răng bén luôn. Gửi đến nha em ha, con này 150 nha. Cứng cáp. Rồi qua con số 10. Con số 10, 10 thì anh em có hai anh hỏi thích dòng top thì em có hai con top này ha. Hai con top, top này. Top thì nó là cái đuôi của nó thì nó làm như cái bấy như cái vít dẹp vậy nha. Con này thì nó hơi tối nè nha. Có một mảng này nó hơi tối nha. Đó anh em coi kỹ giùm mình. Và phần trên này nữa nè. Đó. Mọi chi tiết là mình muốn nói về những cái khuyết điểm của những cái dụng cụ mà mình bán để mong anh em cân nhắc ha. Này răng của nó thì cũng không còn được nét lắm nè đây nha. Đó, cũng có dấu sử dụng rồi nè nha. Thấy không? Đó. Nhưng mà đang còn sâu răng lắm nha anh em. Sâu lắm, răng trên thì đang còn rất đẹp nè. Đó, rất đẹp luôn ha. Răng ngoài cũng đẹp luôn. Rồi con này 130 nha anh em nhé. Con này 130. Cũng còn rất đẹp. Mình xài cũng hết đời á. Làm việc nhà lâu lâu mới đụng một cái thôi. Thì cái gì cái thì cũng được 10 năm. Rồi 130 ngàn. Thương hiệu top. Và rồi cuối cùng của thế hệ top thì con top này cũng 250 luôn anh em. Cũng 250. Đây, top này là top trượt nha anh em ha. Con này đang còn rất đẹp nè. Đang rất đẹp nè, răng nè. Đó. Răng rất đẹp nha anh em nha. Đó, mình để là một đoạn một lỗi như vậy để cho anh em coi cho kỹ ha. Con này cũng đang còn tương đối còn sáng nè. Đó. Về anh em chỉ việc lấy cái ống da rắn vòi tắm trồng vô cho nó là êm ha. Gấp nè. Rất là cứng ha. Con này 150 nha. Con số 11 150 top ha anh em. Đẹp nha. Rồi mình kéo xịt camera tới một chút nữa nào. Rồi qua tới kìm bảo quả xong rồi. Thì giờ mình gửi đến anh em những cái kìm cộng lực mà anh em cần nhiều. Mỗi gia đình cần một cái. Rất là nhẹ nhàng cho dàn lan cũng như kẽm rào B40. Đây là kẽm B40 mình cứ để dành để mình test nè đó. Cái xoắn của lên B40 nè. Mà mình chưa duỗi ra đó. Cái cây kìm này, cái số 12 này nó hơi xấu nè nha. Nó hơi rỗ nè. Anh thấy không? Đó. Một bên nó hơi bị rỗ nha. Một cán của nó nè. Một cán của nó hơi bị rỗ nè. Anh em thấy không? Đó. Mà miệng nó thì đang rất đẹp nè. Đang rất thẳng nè. Anh em thấy không? 120 ngàn. Rồi con số 12 120 ngàn. Rồi mình test kìm cho anh em coi nè. Ở trong trước nha. Ở trong nè. Rất ngọt nè, ở ngoài nè. Đó. Kẽm B40 mà cắt như vậy đó anh nha. Rồi, con số 12 120 ngàn. Rồi, qua tới con số 13 13 là 130 ngàn. Nó sáng hơn, em coi ha. Nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Mà miệng thì nó cũng giống nhau thôi. 130 ngàn. Rồi, hôm nay rảnh rỗi đường tí thì đã chùi cán trước rồi. Nên là nhìn lên phim nó đẹp hơn nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Mình chùi cái đường tí là lên phim nó đẹp. Rồi mình test ở ngoài trước nha anh em coi ha. Nè mình test ở ngoài nè, mình để nghiêng cho nó bay ra hướng kia khỏi nó bay vô camera của mình. Rất là ngọt ha anh em. Rồi, mình để vào trong nhé. Rất ngọt ha. Rồi, cần lắm. À quên con này lại quên bỏ cái móc vô rồi. Mình thì dao đủ ha. Mình có móc nhiều lắm, không sao hết. Con này quên bỏ móc vô. Rồi, gửi đến anh em con số 13 130 ngàn. Rồi qua số con số 14. Con số 14 là 140 ngàn. Hầm hố hơn nè ha. Đang còn lì nước ha. Đó, anh em coi ha. Miệng, răng miệng nè. Miệng đang còn thẳng đét nè ha. 140 ngàn nha anh em nha. Cũng MCC ra băng hết nha. Ở ngoài nè anh em nè. Ở ngoài miệng của nó nè. Rất ngọt nha anh em ha. Để vào trong nè. Đó, ngọt như chuối luôn. Rồi con số 14 này 140 ngàn. Rồi tới con số 15. Con số 15 thì là một cái dòng mà MCC thế hệ mới. Anh em coi ha. Coi lưỡi nó nè. Giống như chưa sử dụng vậy anh em. Đó anh em thấy không? Nè MCC nè. Đó. Con này 150 nha anh em nha. Mình test kìm cho anh em coi nè. Ở ngoài trước nè. Ở ngoài nha. Trời ơi nó bay đi khiếp luôn. Rồi ở trong nha, mình test ở trong kìm nè. Test hoài hết. Rất ngọt nha nha. Rồi con này nha. Con này thì đúng ra thì nó có một sợi dây của nó. Một sợi dây nhựa nó để nó giữ cái cán này.
nhưng mà rồi nó bị đứt rồi, nó bị đứt cái dây của nó rồi. Thì mình đăng bán xong rồi là mình sẽ làm cho nó một sợi dây da ha, màu đen ở đây để lồng cán lại. Rồi anh em yên tâm mà chốt hàng, vì mình cũng bán cái dòng này nó nhiều rồi, nhưng mà rồi cứ giao hàng là mình phải làm một sợi dây da để giao hàng cho anh em, chưa được có ai phản hồi hết. Rồi mong anh em ủng hộ. Và cuối cùng là một con này là trong cái top nữa thì theo như mình thích nhất là con này, tại vì nó là con nước sơn nè. Đó. 150 ngàn luôn nha anh em nhé. Anh Trinh ơi, anh vô coi thứ cái kìm này có đẹp không nè, 150 ngàn nhé. Rồi cái số 16, 150 ngàn, lưỡi nó nè, bấy ngót rồi nha, thẳng đét. Nè mình test ở ngoài nha. Những cây kìm mà mình cắt xong mà nó có dấu màu trắng á, là cái dấu của kẽm á anh em hả, cái nước xi của kẽm, cái lớp mạ kẽm á, rồi nó để lại cái dấu, anh em yên tâm ha, rất là ngọt nha. Rồi con này 150 ngàn nha, con số 16. Rồi cảm ơn anh em thật nhiều, qua hai cái 10 cái số dụng cụ mà anh em đang cần mà hỏi nhiều, mình đã hoàn thành rồi đó cho anh em, để mong anh em vào ủng hộ mình. Rồi tới số 17. 17 là một cái dụng cụ mà đã hơn 2 năm qua rồi, giờ mình mới lấy được để mình bán nè. Giá nó hơi đắt, 450 ngàn rồi nha. Một cái con thước, một cái thước, cây thước mà gọi là cây thước nó mình phải nói làm sao ta? Cái thứ nhất là nó như vậy đi. Anh em coi ha. Mình sẽ nối hai con ốc này ra ha. Mình nối con ốc này ra đi, rồi là để mình trượt ha. Mình trượt. Đó. Rồi hai con ốc này á, là hai con ốc xoay á, bằng đồng hết anh em ha. Mình nới lỏng nó ra ha. Mình nới lỏng hai con ốc này ra. Để mình xoay 360 độ ha. Mình xoay 90 độ. 45 độ. Rồi 90 độ, 180 độ. Đây 180 độ ha. Để hướng này là 180 độ. Qua hướng này 45 độ, 90 độ. Đó, để anh em xoay ha. Anh em cần anh em xoay. Rồi trong này nó có trên này nó có số 0 ha anh em. Nó có số 0 ở trên này, trong này nó có một cái thước ly nữa. Thước gem hay thước ly gì đó, thước mình nghĩ là thước thước gem á. Đó trong này nè. Đó anh em coi ha. Rất đẹp nha. Cây này rất đẹp luôn. Rồi trên này nó có một cái ống nước nữa hả, một cái nước thủy nữa. Đó, nước vẫn chảy vẫn đẹp nha anh em ha. Rồi anh em chỉ cần lấy đây là cái độ của nó đây ha, góc thẳng nó đây bằng như vậy đi. Rồi bây giờ anh em xoay nè ha, anh em xoay đi ha, xoay cần xoay trượt nó qua rồi lắc ốc này lại nó, rồi trượt con ốc này qua, xoay con ốc này để anh em lấy cái độ góc nó như thế này. Đó. Nhưng mà ở trên này nó vẫn có con nước, ống nước này đang rất đẹp này, đó anh thấy không, chạy qua chạy lại thấy không. Đó. Rồi con này thì nó không có ghi của nước nào hết nha anh em, nó không có ghi của nước nào hết, nhưng mà mình đánh giá được là nơi ba con ốc đồng này nha anh em, ba con ốc đồng này là dạng cũng tên tuổi mới được có ba con ốc đồng này á. Rồi con này 450 nha, mình bán mù mình không biết được giá trị của nó đâu. Mình cân ký giá cao nhưng mà rồi mình cũng không biết được giá trị của cây thước này, nên là mình cũng bán 450 thôi, nhắm khoảng khoảng lời được bao nhiêu đó là mình lấy thôi. Nó nặng khoảng cỡ nửa ký không ta anh em ơi, nó nặng đúng 4 lạng anh em ạ. À. Đó, cây thước này nặng đúng 4 lạng nha anh em nhé. Rồi 450 con số 17. Và qua số 18. Số 18 thì mình mới lấy hàng chiếm qua ra thấy được cây combo. Combo này là 200 ha, 200 ml nè. 180 ngàn nha anh em. Cây combo này nó giống như cây combo trước. Cũng dùng cho thợ sắt với lại thợ sắt ha. Cái combo này là hàng new nha, hàng chưa sử dụng nè anh em coi nè. Đó, hợp kim của nó chưa sử dụng nè. Đang còn rất nét luôn nè, anh em thấy không? Đó. Rất đẹp nha. 200. 200 ml. Đó, anh em coi ha. Rồi, con này 180 nha, dùng cho thợ viết trên những tấm thép. Rồi qua số 18 rồi tới số 19. Cảm ơn anh đã ở Biên Hòa Đồng Nai đã ủng hộ mấy cái đục, rồi nay mình cũng lấy về được lại được có một cây thôi, đục 17 ha. Bản của nó là bản 5 phân đi anh em. Nè. Đó. Cái đục 17 ha, 17 ly. Đục sủi. 17 ly 230 nhá. Rồi.
hàng đang còn mới lắm anh nha, hàng nó đang còn cái nước xước của thép mà anh nha. Hàng này giống như chưa chưa sử dụng đó anh em ơi. Nếu sử dụng rồi thì đầu nó tù và nó bị chảy xước ở chỗ phần này, nó sẽ không còn cái nước xước của thép nữa. Ở trên cán của nó thì nó chỉ ghi chữ O và chấm và chữ T thôi, thông số cái gì nó không biết. Mà mình đánh giá nơi cái này, nơi cái phần này ha, đằng này nếu mà mình nó tra vô trong máy rồi thì nó đục thì nó bị chòe chỗ này, thường thường nó hay bị chờ để giấu lại chỗ này. Còn hàng này đang rất khá này anh em ơi. Rồi con số 19 này 230. Rồi tới tới bốn con dụng cụ lạ, mình mà quay cận cảnh để cho anh em coi. Bốn năm thứ lạ là lạ, mình cũng chẳng biết là công dụng nó là gì. Cái thứ nhất là vừa rồi thì có một cái cảo nó cũng giống như cái cảo giật này. Mình biết là cái cảo thôi, nhưng mà kia thì nó có cái móc, còn cái này thì nó có hai đầu, nó giống như là hai đầu ô bi vậy nha. Đó, một nấc, hai nấc, và trong này giống như có ô bi nó là ba nấc. Đầu này thì chỉ có một đầu có giống như ô bi thôi. Nó giống như mình cho ô bi vô rồi để mình thắt nó nha. Đó, con này thì nó cũng này thương hiệu gì đấy của nó đây. Đó. Con này chắc nó nặng chắc tầm khoảng 1 ký đó anh em ạ. Mình cân thử. Đúng 1 ký anh nha. Con này đúng 1 ký nha. Mình bán 300. Đó, gửi đến anh em ha. Anh nào biết được cái công dụng của nó thì ủng hộ mình. Rồi thứ hai nữa là qua số 20 rồi tới số 21. Số 21 thì lại có thêm một cái cảo này nữa. Mình biết đi dòng này là gì, nó bấu như thế này là cảo. Cảo ép hay cảo gì đó. Đó anh em coi thế là ủng hộ mình hơn. Con này thì nó lại không có thương hiệu, nó không có gì hết nè. Mà răng nó đang còn rất đẹp nè anh em coi ha. Đó, đang còn rất sáng. Cái cảo này là cảo gì đây? Con này 350.000 nhá. Con số 21 mình không biết cảo gì hết. Đó, anh em coi. Nhìn đang còn rất đẹp luôn. Mà nó không có tên tuổi, nó không có chữ nghĩa gì hết nè anh em coi. Hai cái bấu này nó đang còn rất đẹp nè, đang còn rất sáng, răng nó đang còn rất mịn nè, anh em thấy không? Rồi gửi đến anh em ha, con này 350.000. Rồi tới số 22, 23 là hai con nó giống nhau nhưng mà con to con nhỏ. Con này tới 1,7 kg, còn con này có 1 kg thôi. Đó, nó là một dạng cũng là một loại kéo cáp gì đó của thợ điện. Anh gì đây anh Hiển anh vui coi thử có được không ha? Cái con cắn cáp cắn dây vừa rồi đó thì anh nói là còn thì gửi cho anh, nhưng mà em đã bán mất rồi, bán lâu rồi ha, đăng lên là coi anh em ủng hộ liền. Còn con này nó cũng giống như vậy ha, con này cũng giống như vậy sao đây đó. Để bỏ lên là trượt ha, thương hiệu này là giống như thương hiệu Siemens nhưng mà không phải. Anh em coi thế ha, con này nặng 1,7 kg ha, 450.000 nha anh nha. Hàng đang là rất đẹp nè em coi nè, ở trong này nó có răng ha, trong này nó có răng để nó ngậm ha, ngậm được dây ha. Cái tay ngón trỏ của mình rất là bự nè ha, bỏ vô vẫn lọt nè anh nha. Đó, bỏ vô vẫn lọt, kéo lên ha, kéo lên để nó ngậm vô rồi kéo lên cao. Rồi con này 450.000 nha, con này 450.000, số 22 1,7 kg. Con này đúng 1 ký nè anh em nè, con này đúng 1 ký, số 23 nè, 320 nha, cũng cùng một thương hiệu luôn. Đó, anh em coi ha, con này thì nó mở ra chắc nhỏ hơn con kia. Cái này thì mình không bỏ ngón tay mình vô được, vô lọt. Đó, con này chắc nó mở được khoảng cỡ phân mấy thôi, phân rưỡi hay phân mấy là cùng à. Thước mình đo thử coi, chết quá. Một phân hai nha, con này được 1/2 à. Đó, đường kính được dây 1/2 thôi. Đó, bỏ vô kéo trượt lên ha, thương hiệu cùng một thương hiệu luôn. Đó, đang là rất đẹp. Rồi con nó 320 nhé anh em nhé, mong anh em ủng hộ. Hồi trước mình có nhớ mình có bán một con mà được anh em ủng hộ rồi, lâu lắm rồi, nay có được hai con nữa. Mà con này cái con to này đường kính dây của nó được tới 1,5 kg coi anh em ha, 1,5 kg. Đó, đường kính dây 1,5 kg á. Rồi qua số 23 rồi tới số 24. Tới số 24 là có một cái kìm mà cái kìm lạ không biết là làm gì. Anh em coi ha, mình bóc cái miếng mạc này ra đi, miếng mạc làm cho nó bị cấn nè. Số 24 này mình bán 160 nha. Một cái kìm này thấy nó là lạ, anh em nào sưu tầm mà. Đó, anh em coi nè ha, ở trong này là nó đóng số 109 gì đây của hai cái mặt này để mà biết là một cặp của nó đó. Đó, còn thương hiệu của nó thì không có, nó có hai cái dấu dập mà chỗ này giống như hai cái chữ đó. À, bên này cái hai cái mà nó có thể lấy ra được ha. Còn đầu của nó thì lạ lắm nè anh em coi ha, mình bóp hết vô rồi thì nó hở như vậy thế này nè.
Đó. Kìm này để làm gì? Đó. Anh nào sưu tầm kìm mình cũng ủng hộ đi, 160 ngàn thôi. Để làm gì không biết nữa. Đẹp lắm. Rồi, số 24. 160 ngàn. Số 25 và số 26. Hai cây búa đẹp nè, hai cây búa nhỏ nè. Mỗi con như vậy là 4 lạng ha. Con này 4 lạng, con này 4 lạng non một chút, con này 100, con số 25 này 100, con số 26 120. Hai đầu búa nó giống nhau ha. Đó. Đầu búa bên này to hơn tí mà chưa sử dụng ha, búa chưa sử dụng nè anh em coi ha. Búa chưa sử dụng, anh em coi ha. Đó, nhổ đinh cũng chưa sử dụng luôn ha. Rồi cán đang còn lành lặn nè, đang rất đẹp ha. Đang rất đẹp ha, một con 100, con 120. Cái số 25 là 100 ha anh em. Số 26 120. Rồi số 27. 27, 28 và 29 là ba con. Ba con này là ba con ống mực tàu của anh em đang còn cần rất là nhiều, vì rất là cần cái mực tàu. Cái con số 27 này là 160 ngàn nha anh em. Tại vì nó mất cái sợi dây này, nó mất cái cục giữ cái sợi dây này rồi anh em. Nó mất cái cục ngoài nè. Đó, con này nó đẹp hơn cái con trước mình bán. Con trước mình bán là một một 100 150, con này đang còn mới đẹp hơn nè anh em coi nè. Đó. 160 nha anh em nha. Mực tàu ở trong này nha anh em. Đó, mình kéo nó chạy vô ha. Đó, tự động chạy vô. Đó, con này nó mất cái cục chặn của nó rồi. Rồi con số 27 này 160 nhé. Rồi qua con số 20 28, 28 thì là cũng 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 là nó luôn, cũng là mực tàu luôn luôn trong này. Mở ra là bao la bát lát mực trong này ha. Đen thui lu trong này. Đó anh em coi ha. Đó, ập lại ha. Rồi kéo ra. Anh em coi ha. Kéo ra ha. Đó, nó chạy vô lại, đó, nó tự động ha anh em. Nó cũng là của Nhật không? Con này hầm hố hơn. Tem mạc nó còn đây. Con này 170 nha anh em nha. Đó, con số 28 này 170, anh em nhớ vậy. Và cuối cùng của cái con mực kéo. Mực kéo thì con này là 200 ngàn. Tại vì con này là hàng new, con này chưa sử dụng. Con này chưa có gì trong này hết. Đó, anh em nào có sử dụng thì về bỏ mực tàu hay là bỏ mực đỏ, mực xanh gì đó thì tùy anh em ha. Đó, con này chưa sử dụng đó, con này hàng new rồi nha. Đó, chưa có đổ mực vô trong này, chưa có màu xanh hay là màu cam gì đó, tùy anh em thợ la phong hay là thợ mộc thì bỏ vô cho nó ha. Đó, con này 200 nha anh em. Rồi con số 29 này 200 ngàn. Đó. Đó. Rồi số 29 200 ngàn. Rồi tới số 30 và 31 là hai cây cưa ha. Những dòng cưa này dòng cưa của Nhật không? 140 một con ha. Một cưa hai lưỡi. 140. Đó, thẳng đét này nha. Yên tâm mà sử dụng ha. Cứng ngắc luôn, mình cũng chưa tăng cứng đâu, để tăng cho nó có hình thức vậy thôi. Rồi con này. Thẳng nè, đẹp nè. Anh em coi ha. Rồi con số 30 này 140 nha anh em nhá. Và con số 29 này cũng 140 luôn ha. Dòng này nó có được mấy chữ chỗ này ha. SNO này của Nhật á. Thẳng đét nha nha. Lưỡi này. Rồi một cưa hai lưỡi 140 ngàn. 29 và 30 là hai con cưa nha. Rồi tới số 30 rồi, tới số 31. 31 là cặp cảo ha, cặp cảo C. Mà có anh bảo gửi địa chỉ em ship cho anh mà rồi. Tại vì cứ một số như vậy mình đăng lên chỉ có một cặp thôi. Nhưng mà mình cứ hai clip vừa qua là mình bán ở ngoài đã ba, cứ một clip như vậy là ba cặp. Là hết 6 cặp rồi. Bây giờ cầm là cặp thứ 7. Mình nghĩ là chắc còn khoảng cỡ 3 2 cặp nữa. Anh nào đã chốt rồi thì vô sau thì em vẫn ship nó giống như vậy luôn hả? Rồi 350 nha. Cáo C nè. Dùng cho gỗ đó nha, rất là nhẹ nha. Đó. Hàng rất đẹp nha. Rồi, con số 31 là cặp cảo C dùng cho thợ gỗ, thợ ép. Rồi mình sẽ quay xịt lại, mình kéo camera tới một tí nữa là một dàn Cale Molex. Cái số 30 tới 31 rồi tới số 32. 32 này là cái con 3/8 này là cái con của cái clip trước này. Cái clip số 40 này của một vị khách chốt xong rồi lại không lấy nữa. Nên là mình cũng không có, rồi những người vô sau thì lại không mua được mà mình lại không bán được. Đó, anh em nào thật sự mà cần cân nhắc nha. Thật sự cần hãy nên chốt hàng. Chốt hàng xong rồi bỏ không như vậy thì bất công cho mình quá. Đổi ý ngay. Mình khi cảm thấy thật sự là cần thì hãy nên mua hàng. Cái người mà vô sau thì họ không thể nào họ mua được. Còn người trước thì chốt thì mình cứ giữ uy tín để mà mình liên lạc lại với khách. Mà rồi khách lại không lấy. Đó, nó khổ vậy.
Rồi con này con 3/8. Con 3/8 của cái clip trước này cũng KCT nè anh em ha. Đang còn rất mới ha, 160.000. Rồi đây anh em ha, con 3/8. Rồi đây cũng KTC luôn anh em. Cũng KTC luôn, cũng 3/8 luôn anh em. Mà nó có một cái dấu xước ở trên này ha. Đó, anh em nhìn thấy không? Một cái dấu xước trên này. Nhưng mà mọi cái êm ái ha, ốc ác đang ngon lành nha. Đó, con này 150.000 nha. Rồi, 3/8 đó anh em. Rồi tới số 34, 34 là có một cái cale đa năng này của top này anh em. Anh nào thích hàng top thì ủng hộ mình 200ml, 140.000. À, hàng top nha anh em, răng cổ của nó là thôi tuyệt vời nha, top thì tuyệt vời đó. Hàng top này anh em coi ha. Sáng đang sáng đẹp nha. 140.000 cho con số 34. Rồi tới số 35 là cái dòng mà Router 250, mà những thứ này là gia đình là anh em cần rất nhiều nè. Anh em coi miệng của nó nè. Hàng đã sử dụng rồi nhưng vậy là còn quá cứng nha anh em ha. Vì bản chất cái những cái dòng Molex này là nó hàng new của nó thì cũng đã có một sự lắc nhẹ rồi. Con này 160.000 nha anh em nhé. Rất là nhẹ nhàng nha. Miệng đang còn thẳng đét nè anh em coi ha. 160.000 cho con số 37 Lotter. Và tới số 30 35 rồi tới 36 này. 36 này là một con Sankey nè, cũng 250 ml. Đó, cũng hơi lắc nhẹ nè, em coi thấy không? Đó, lắc nhẹ nè, cũng đang còn sáng nè anh em. Những cái lỗi của nó tí tí chỗ này á anh em. Còn miệng nó đang còn thẳng cạnh nè anh em ha. Đang thẳng cạnh ha. Những đồ có độ rung lắc nhẹ 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 ha. 160 luôn nha anh em nhá. Sankey. Japan. Nằm đây nha anh em nhá, dấu vít nằm đây. Rồi. Gửi đây anh em ha. Rồi 160.000. Rồi tới con 37, 37 là một con thương hiệu gì đây? Thương hiệu cát gì đây? Cũng có dấu vít da băng đây nè anh em coi ha. Dấu vít này da băng nè. Đó. Mà con này mình thấy nó lu lu chứ nó không có được sáng trưng lên nha anh em. Nó đang còn dấu xước của cái ấy nè. Dấu xước của miệng nó đang còn cũng lung rất nhẹ nhẹ, nhưng mà nó còn dấu xước của cái Molex này anh em thấy không? Nhìn thấy cái dấu xước của nó. Đó, miệng đang thẳng cứng ha. Con này 150. À, cũng 250 ml, cũng da băng đấy anh em ha. Da băng. Rồi tới 37 rồi, 38, 39, 40 mà tối nay mình gửi cho anh em tới 40 số. Ba cây cuối cùng là ba con Molex trắng 300 ml. Con số 38 này là con Sankey nè anh em nè. Một con Sankey nè anh em coi ha, miệng nó đang đẹp nè, cạnh nè vuông bức nè, dấu vít nè nó to đùng, Japan nè. Đó, gửi đây anh em ha. Còn độ rung lắc của nó nè, con này có đang rất cứng nha anh em ha, con này đang còn rất cứng nè. Đó rồi, con Sankey này 240 nha anh em nhé, tại vì nó đang sáng mà đang cứng nha anh em. Đó rồi, gửi đây anh em ha, con Sankey 240.000. Rồi tới con hươu này ha. Con hươu này thì nó hơi tối một tí nè anh em, nó không sáng bằng con cái con Sankey. Đó, tối nè. Độ rung miệng của nó đang rất đẹp và thẳng nè, anh em coi ha. Nó Make in Japan, con này thì là Make in Japan. Hươu này là Make in Japan ha. Nhìn nó hơi lu xuống rồi nha. Nó không còn được sáng nữa anh em. Cái lớp siêu của nó nè. Nó muốn bong tóc rồi đó anh em, cân nhắc anh em nha. Đó, con này 220 nha, vì nó lưu xuống rồi mình bán 220, mà đang còn rất cứng nha anh em. Đó, đang còn rất cứng con hươu này ha. Việc nhà thì ok ha, dấu chích thì nó đóng quá to ha. Rồi, đẹp lắm anh em. 220.000, 300 ml. Rồi cuối cùng để tàu tạm biệt anh em là cái con Lotter 300. Đó, dấu chích nè, con tôm nè, Lotter nè, chữ Lotter nè. Ở bên này là có chữ da băng nè. Đó, anh em coi miệng của nó nè. Mình đóng lại cho anh em coi ha. Mình đóng lại nè anh em coi ha. Mong anh em chỉ cân nhắc và chốt hàng giúp mình thôi. Đó anh em coi ha. Miệng nó nè. Đó, miệng nó không được đẹp. Nó không đẹp như hai con kia đâu anh em ạ. Này cũng có dấu xước ở chỗ này. Đó. Đó, anh em coi ha. Nhưng mà đang còn cứng lắm nè nha. Đang cứng nha. Đó, Lotter ha. 230.000. Con này đang sáng nha, nhưng mà thân của nó thì nó bị chày xước, là nó giống như thế là người
người ta bỏ cái ống tiếp gì đó người ta bẻ, có những dấu xước trên thân này, anh em thấy không, hai cạnh của nó đó, à, cạnh trên thôi nha, cạnh trên, cạnh dưới thì không có, cạnh dưới không có, cạnh trên thôi, giống như là họ bỏ xuống rồi họ lấy búa họ đập xong, họ đập con ốc nó ra đó, đang rất đẹp nè. Rồi 230.000 cho con router này anh em hả. Rồi cuối cùng mình gửi đến anh em cái con ba lăng này, cái con ba lăng mới này mà nó đẹp như vậy mà chưa có khách hàng để cái này, ba lăng kéo này 1 tấn nè, thương hiệu này là thương hiệu Toa này anh em ha, Toa City gì đây đó. Anh em coi ha. Rồi mình clip trước qua mình những cái con ba lăng nhỏ thì mình đã được anh em ủng hộ hết rồi, mà anh em thì dùng gia đình thì cần những con ba lăng nhỏ, nhưng mà rồi cái con này thì ba lăng này 1 tấn dùng để kéo tay, ba lăng này ba lăng kéo tay mình bán với cái giá của clip trước là mình để 2 triệu ha, để mình bao ship, mà clip này thì mình chưa thấy nó đi được, mà con này đang còn mới trên 90% nha anh em nha, mới trên 90% luôn anh em coi ha, đẹp lắm, 1.9 triệu nha anh em ha, 1.9 triệu mình giảm xuống 100.000 để mình mong cho nó được đi về cùng với các bạn anh nào đang cần nó. Rồi mình gửi đến cái anh gì mới chờ Đình Thái một chút, tại vì trước khi quay thì đã nói với anh rằng là để lấy cái cà lê nước 300 để quay cho anh coi nó như thế nào, rồi có gì thì em sẽ vệ sinh gửi cho anh sau, rồi anh chờ chút. Chào anh gì anh mới gọi hỏi cà lê mà em nói rằng là em chưa có vệ sinh nên là gửi anh để cho anh coi ha. Đây là cà lê 300 nè, 300 280.000, em vệ sinh xong là nó rất đẹp đó nha, vì miệng nó đang, răng nó đang còn rất nét, đang còn những cái xương của người ta bảo vệ nó luôn á nha. Đây là thương hiệu, là thương hiệu Hiu nha anh em ha, Hiu 300 nè, vệ sinh xong là nó sẽ bóng lưỡng đó, tại vì nó còn nước sơn zin của nó đó nha. Đó, khi mà mình chà sạch cái nước sơn bảo vệ của nó đi là nó cái thép miệng của nó rất là nét nha. Đó, 280.000. Anh coi thứ là nếu mà được thì anh alo cho em rồi em đến vệ sinh anh gửi hàng cho anh. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh em và hẹn tối nay mình gặp lại với nhau. Mong anh em ủng hộ. Một lần nữa Đình Thái xin cảm ơn. Cảm ơn và không quên cầu chúc sự bình an cho mỗi người, cho mỗi gia đình. Rồi chào tạm biệt. Clip trước thì mình nói tạm biệt rồi, clip trước rồi mình đang còn để lại mấy cái kìm cốt nè, còn lại mấy cái kìm cốt chưa có rửa cán này, mà rửa cán rồi thì nhìn nó sạch sẽ hơn nè, và còn cặp cảo lớn nè, cặp cảo có mấy anh hỏi nhưng mà rồi mấy anh chưa vô để lấy nè, cặp cảo này của Lotter đang còn khá mới nè, cặp cảo 150 ml nặng 3 kg một con nữa nha anh em, mong anh những anh vào sau, những anh đang cần nó thì vào clip của em rồi ủng hộ. Rồi cảm ơn thật nhiều và xin chào tạm biệt.